Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cho chiến cơ cá sấu món xanh đấu với chiến cơ hỏa linh sừng cứng xem thế nào nha. Mặc dù khá là chênh lệch nha, một con thì thuộc dòng cơ bản và một con thì thuộc dòng nâng cấp, và nhìn thì có vẻ con này nó lớn hơn một tí. Và bạn nào muốn mua chiến cơ cá sấu món xanh thì có thể vào shop của mình mua nha, mình sẽ để link bên dưới phần mô tả nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu trận đầu tiên ha. Trận đầu tiên và như thường lệ mình sẽ cho đấu 5 trận và mỗi trận kéo 5 lần ha. Trận đầu tiên tôi thấy là hòa rồi đó. Trận đầu tiên hòa. Bây giờ mình sẽ cho đấu trận thứ hai ha. Trận 2 hỏa linh sừng cứng thắng và cá sấu món xanh bị lật ngửa luôn. Bây giờ mình sẽ cho đấu trận thứ ba. Và thôi, trận thứ ba mình tính là hòa đi. Hai con cứ đẩy nhau xong té luôn. Té nằm ngửa hai con. Ảo thật đó và cũng khá là lạ ha. Bởi vì trường hợp này chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi mình đấu chiến cơ tới bây giờ. Là hai con nó đẩy nhau cũng ngã luôn, ngã cùng lúc luôn. Trận thứ tư rồi ha. Trận thứ tư cá sấu món xanh thắng và bây giờ thì tỷ số giữa hai chiến cơ nó lại là hòa rồi, 1-1. Bây giờ mình sẽ cho đấu nốt trận thứ năm ha. Và ảo thực đó các bạn, trận này lại hòa tiếp. Nó giống như một trận đấu không cân sức ấy. Và kết thúc đấu chiến cơ. Kết quả của hai con chiến cơ này cũng khá là ảo đó. Là 1-1 hòa. Thì trong video này trận hòa nhiều hơn tất cả các trận khác. Khi mà nó hết 3 trận hòa. Và cá sấu món xanh thì một thắng, một thua. Hỏa linh sừng cứng thì cũng vậy luôn, cũng là một thắng và một thua. Tóm lại là hai con chiến cơ này khá là ngang bằng, dù một con nâng cấp và một con cơ bản. Và mình xin phép kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.